Hiện tại thì tôi đang có mặt trên đường Cộng Hòa thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 21:30. Bình thường thì đây là con đường đông đúc nhất và lúc nào cũng kẹt xe. Tuy nhiên thì chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa thôi trước khi các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt nhất được thành phố Hồ Chí Minh áp dụng, thì đây là con đường đã rất là vắng và chỉ lác đác một vài những chiếc xe làm nhiệm vụ của lực lượng phòng chống dịch đi ngang, còn lại là rất là ít, những không, hình như là không có chiếc xe nào. Đây là ngã tư Phú Nhuận, cũng là một trong những nút giao thông rất là nhộn nhịp. Tuy nhiên đến giờ này thì còn khoảng 2 tiếng trước khi thành phố bước vào một đợt kiểm soát người ra đường rất là nghiêm ngặt. Và các anh chị thấy chỉ có những chiếc xe đang làm nhiệm vụ xe vận chuyển thực phẩm thì còn di chuyển trên đường, còn lại thì không có bất cứ một phương tiện nào di chuyển. Bây giờ là 10 giờ và tôi đang có mặt trên đường Phạm Văn Đồng ở thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì bình thường đây cũng là một con đường rất là đông đúc. Tuy nhiên thì hiện nay thì trên đường không một bóng người, rất là vắng vẻ.